Chỉ với 100.000 đồng là bạn đã có thể thỏa thích truy cập Internet không giới hạn data trong suốt 30 ngày. Đây không phải là một gói cước thông thường, mà chính là kết hợp gói cước T1 của nhà mạng Viettel, kết hợp với gói cước từ máy chủ VPN có giá là 10.000 đồng. Chỉ như vậy là bạn đã có thể thỏa thích truy cập Internet không giới hạn data trong suốt 30 ngày rồi. Và trong quá trình cài đặt, các bạn có thắc mắc hay câu hỏi thì hãy vào nhóm Zalo của mình để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Và mình có để đường link của nhóm Zalo này tại phần mô tả bên dưới video. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng mình tiến hành đăng ký ngay bây giờ nhé. Trước tiên, bạn kéo xuống phần mô tả bên dưới video này. Tại đây, mình đã để đường link dẫn tới website viettel.group. Và bạn hãy chọn vào đường link này nhé. Sau khi vào website xong, sẽ có 3 bước để các bạn tiến hành đăng ký. Bước thứ nhất, bạn đăng ký gói cước T1 để làm gói cước nền. Bạn chọn vào ô đăng ký. Rồi ấn gửi. Rồi, như vậy là các bạn đã đăng ký thành công gói cước T1 rồi. Tuy nhiên, gói cước T1 chỉ cho phép bạn dùng ứng dụng TikTok. Bạn sẽ không thể truy cập Internet trên các ứng dụng khác như lướt web, Facebook, v.v. Để thoải mái truy cập mạng, bạn cần thực hiện bước tiếp theo. Bước thứ hai, bạn cần đăng ký gói cước VPN. Bạn hãy kích vào phần mua gói VPN. Tiếp theo, hệ thống sẽ lên phần thông tin đăng ký tài khoản. Bạn cần nhập thông tin email của mình và tự đặt mật khẩu để tiến hành đăng ký tài khoản các bạn nhé. Đây. Sau khi các bạn đăng ký xong, bạn hãy tiến hành đăng nhập. Bạn hãy điền đầy đủ thông tin mail và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký vào. Rồi đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ ấn vào nút 3 gạch ngang trên góc trái màn hình. Rồi chọn mua gói VPN. Tại đây sẽ hiện lên rất nhiều các gói cước để cho các bạn lựa chọn. Từ gói cước 1 ngày cho đến gói cước 1 tháng. Và mình sẽ chọn gói cước 10.000 đồng trên 1 tháng. Rồi chọn vào ô mua ngay. Tiếp theo, hệ thống sẽ hiện lên chu kỳ thanh toán. Bạn có thể thanh toán trong vòng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cho đến gói cước vĩnh viễn. Nhưng mình sẽ chọn thanh toán trong vòng 1 tháng. Tiếp theo, bạn chọn vào ô thanh toán. Tiếp theo, bạn cũng chọn vào ô thanh toán tiếp. Bây giờ, hệ thống sẽ hiện lên mã QR để cho bạn thanh toán. Bạn hãy chụp cái mã QR này lại, rồi vào app ngân hàng để thanh toán các bạn nhé. Và sau khi các bạn thanh toán xong, hệ thống sẽ xuất hiện chỉ trong vài giây. Sau khi các bạn mua gói VPN xong, các bạn thực hiện bước tiếp theo. Bước 3, bạn cần phải cài app VPN để đồng bộ hóa gói cước T30 với máy chủ VPN. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài app VPN cho điện thoại iPhone. Sau đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài app VPN cho điện thoại Android. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải app VPN cho iPhone có hệ điều hành iOS. Đầu tiên, các bạn sẽ vào App Store. Tiếp theo, bạn nhập Shadow Rocket để tìm kiếm. Rồi chọn Yes. Bây giờ sẽ có Shadow Rocket để cho các bạn tải về. Tuy nhiên, bạn sẽ bị mất phí với cước phí là gần $3 để tải về. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải Shadow Rocket miễn phí về máy. Trước tiên, bạn quay lại màn hình chính của App Store. Rồi chọn vào biểu tượng Avatar bên góc phải màn hình. Tiếp theo, bạn chọn đăng xuất tài khoản ID của bạn đã trước. Rồi tiếp tục bạn ấn vào đăng nhập. Tiếp theo, bạn ấn vào ô không phải tài khoản cũ của bạn. Như mình đang dùng tên đăng nhập là Nguyễn Tú, thì mình sẽ ấn vào không phải Nguyễn Tú. Tiếp theo, bạn quay lại website viettel.group. Rồi vào bước 3, tải đường link tại đây để lấy ID Apple. Bây giờ sẽ có rất nhiều ID để cho các bạn lựa chọn.
và mình sẽ chọn một cái ID bất kỳ, ID 2 đi. Rồi nhấn vào sao chép tài khoản. Sau đó bạn quay lại App Store. Rồi dán cái tài khoản mà bạn vừa có vào. Rồi ấn tiếp tục. Sau đó bạn quay lại trang web. Rồi sao chép mật khẩu. Rồi quay lại App Store. Rồi dán cái mật khẩu này lại. Rồi ấn tiếp tục. Tiếp theo bạn chọn vào các lựa chọn khác. Rồi chọn không nâng cấp. Rồi chọn để sau. Tiếp theo các bạn chọn vào phần ứng dụng. Rồi chọn tìm kiếm Shadow Rocket. Bây giờ các bạn sẽ tải Shadow Rocket về máy. Các bạn nhớ là cái chọn vào cái biểu tượng này nhé các bạn nhé. Sau khi các bạn tải Shadow Rocket xong, các bạn hãy quay lại màn hình chính của App Store. Rồi vào biểu tượng Avatar. Rồi các bạn chọn đăng xuất ra để tránh bị khóa điện thoại. Xong. Bây giờ các bạn sẽ quay ra website khuyến mại 5G. Rồi chọn đồng bộ máy chủ. Tiếp theo bạn chọn chuyển đến Shadow Rocket. Rồi ấn mở. Rồi chọn cho phép dán. Chọn cho phép. Tiếp theo bạn kiểm tra kết nối. Bây giờ hệ thống sẽ hiện ra rất nhiều các máy chủ để cho bạn lựa chọn. Các bạn lưu ý bạn hãy chọn một cái bình tham thấp nhất. Đây là cái bình tham thấp nhất đây. Tiếp theo bạn ấn vào nút ô không kết nối. Rồi chọn OK. Rồi chọn cho phép. Bây giờ bạn hãy nhập cái mật khẩu điện thoại của mình vào. Rồi, như vậy là đã hiện lên cái biểu tượng VPN của các bạn nhé. Như vậy là các bạn đã đăng ký thành công rồi. Bây giờ bạn hãy tắt wifi của mình đi và thỏa thích truy cập internet 4G rồi các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài app VPN cho điện thoại Android. Các bạn hãy chọn vào ô tải cho Android. Sau đó bạn cài đặt Decobook để tải về máy. Sau khi tải xong bạn chọn vào nút mở. Rồi chọn cho phép. Rồi ấn Yes. Tiếp theo bạn quay lại website khuyến mại 5G. Rồi các bạn chọn đồng bộ máy chủ. Tiếp theo bạn chọn chuyển đến Decobook. Rồi chọn Yes. OK. Tiếp theo bạn sẽ ấn vào nút ô 3 gạch ngang bên dưới màn hình. Tiếp theo bạn chuyển qua mục Configuration. Đến bước này các bạn hãy tắt cái wifi của mình đi. Rồi bạn chọn vào nút 3 gạch dọc bên phải màn hình. Rồi chọn Connection Test. Chọn URL Test. Bây giờ hệ thống sẽ hiện lên rất nhiều máy chủ để các bạn lựa chọn. Các bạn lưu ý, bạn hãy chọn cho mình một cái bình tham thấp nhất. Tiếp theo, bạn ấn vào Connect hình máy bay đây. Rồi OK. Rồi, bây giờ sẽ hiện lên cái biểu tượng VPN trên màn hình đây. Như vậy là bạn đã đăng ký thành công rồi các bạn nhé. Bây giờ bạn có thể thoải mái truy cập trực tuyến, giữa Facebook vân vân mà không bị giới hạn data. Còn bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem mạng này dùng như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ vào YouTube đi. Mạng là thế nào ạ? Rất chi là mượt mà phải không ạ? Không hề bị giật tắt. Bạn có thể lướt web cả ngày cả đêm mà không bị ngắt kết nối, không bị hết lưu data. Các bạn thân mến, như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.